Bạn thấy gì từ nguồn nước đang uống từng giờ hay bầu không khí chúng ta đang hít thở từng giây? Trong có phải là tinh khiết? Kín liệu đã an toàn? Chúng ta nhìn thấy sự bất an và nối tiếc bởi tình trạng ô nhiễm nguồn nước và không khí đang diễn biến phức tạp. Thấu hiểu mọi vùng đất, mọi nguồn nước qua nhiều năm nghiên cứu thực địa và chuyên sâu, Carofi chủ động tiên phong giải quyết các bài toán khó về lọc nước, lọc khí để bảo vệ sức khỏe và tăng cường chất lượng sống cho mọi người bằng những phương pháp thông minh, kiến tạo một tương lai tinh khiết trong lành cho cộng đồng. Chúng tôi tập trung nghiên cứu và phát triển R&D chuyên sâu với khả năng tư vấn giải pháp tổng thể, thiết kế sản xuất trọn gói sản phẩm tích hợp công nghệ cao và các kỹ thuật lọc nước tiên tiến thông minh. Sở hữu hơn 100 dòng sản phẩm phong phú về chủng loại và mẫu mã, phục vụ nhu cầu đa dạng của người dùng, Carofi tự hào liên tục dẫn đầu thị phần máy lọc nước tại Việt Nam. Các dòng sản phẩm đều được thiết kế đón đầu xu hướng, tích hợp nhiều tiện ích hiện đại, an toàn hơn, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Với các thương hiệu Carofi, Cori Home, Livertech cho đầy đủ các phân khúc thị trường. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, tràn đầy nhiệt huyết và đam mê sáng tạo, Carofi quyết tâm tạo nên những giá trị vượt trội. Năm 2020, Carofi đã nghiên cứu và phát triển thành công cho ra thị trường hệ lõi lọc công nghệ S-Max gấp đôi tuổi thọ và công suất, loại bỏ 99,99% vi khuẩn và các cặn bẩn cùng các chất ô nhiễm, trong đó màng lọc RO Mỹ với công suất gấp đôi lên đến 20 lít trên giờ. Carofi là thương hiệu đầu tiên ra mắt máy lọc nước thông minh tại Việt Nam, tích hợp các tính năng tự động cảnh báo thay lõi, cảnh báo rò rỉ nước và báo nước cấp yếu, tiên phong ứng dụng thành công công nghệ IoTech, hệ thống kiểm soát chất lượng thông minh chủ động, quản lý thời gian thay lõi, kiểm tra được độ tinh khiết của nước từ xa, giúp người dùng chủ động kiểm soát chất lượng tốt nhất, hiệu quả hoạt động tối ưu nhất. Xác định mục tiêu trở thành top 3 tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nước và không khí vào năm 2040, làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Sở hữu nhà máy sản xuất quy mô lớn nhất Đông Nam Á, được đầu tư hệ thống dây chuyền hiện đại mà các nhà sản xuất tiên tiến trên thế giới đang áp dụng. Nhờ đó, nhà máy Carofi đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất, kể cả những khâu sản xuất đòi hỏi độ chính xác cao. Với công suất 4 triệu sản phẩm trên năm, đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. Mỗi sản phẩm được trau chuốt bằng trí tuệ và đôi bàn tay tâm huyết, nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng và giá trị đầu tư cho đối tác. Điều này đã giúp Carofi không ngừng phát triển, tạo nên sự bứt phá tăng trưởng theo từng con số qua mỗi năm. Dòng chảy thành công của Carofi liên tục xuyên suốt với 7.200 điểm bán trên toàn quốc và xuất khẩu tới gần 50 quốc gia trên thế giới. Carofi tự hào là đơn vị duy nhất đầu tư hàng tỷ đồng mỗi năm để kiểm soát chất lượng sản phẩm theo quy trình của Bộ Y tế, được hướng dẫn bởi WHO và UNICEF. Qua đó, mỗi lô sản phẩm trước khi được đưa ra thị trường sẽ trải qua khâu kiểm định khắt khe. Carofi là đơn vị duy nhất đạt chuẩn quốc gia nước uống trực tiếp QCVN 6-1-2010 Bộ Y tế do Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường, cơ quan nghiên cứu nguồn nước của Bộ Y tế chứng nhận. Carofi hướng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc thân thiện để mỗi nhân viên sáng tạo, tích lũy học hỏi, phát huy tối đa năng lực. Đổi mới mỗi ngày, cam kết vượt trội và hướng tới khách hàng, đồng lòng vì mục tiêu chung đưa Carofi phát triển mạnh mẽ, trở thành chuyên gia tận tâm, lọc sạch mọi bận tâm. Ngay từ khi thành lập, Carofi đã định hình cho mình sứ mệnh bảo vệ, tăng cường sức khỏe và chất lượng sống của mọi người trong môi trường nước và không khí. Là lý do nhiều năm liền, Carofi triển khai dự án Tận tâm vì tương lai Việt với mong muốn đem đến nguồn nước sạch cho những người dân nghèo sống tại các vùng bị ô nhiễm nguồn nước. Không ngừng trau dồi kinh nghiệm thực tế, không ngừng nỗ lực chinh phục các mục tiêu, không ngừng khẳng định thành công bằng sự chuyên sâu. Trên hành trình trở thành một trong 3 công ty hàng đầu thế giới ngành nước và không khí, chúng tôi tự hào được chia sẻ lợi ích, chung tay xây dựng giá trị sống ý nghĩa và lan tỏa hạnh phúc vì một môi trường tinh khiết và trong lành trên hành tinh xanh tươi đẹp.